giờ mình rửa thịt bò nha. Mình đem thịt bò mình đi rửa. Sữa nè, mình để sữa cho mình ướp nha. Mình ngâm á. Mình ngâm rồi cái mình ướp thịt bò. Mình chà nó gì đây. Để nó thấm vô á. Cái đà nước của mình nó đã sôi mọi người, mình bỏ vô mình luộc cái lửa nè, luộc cái nó sôi lên đó rồi mình cạo cái lửa nó ra. Đây là các bạn, mình mới rửa xong cái lửa nè, cạo sạch hết trơn rồi nè, ngon chưa. Cái dao mình nó bén quá bởi mình cạo nó bị chày á. Bây giờ mình xắt nó ra mình ướp nha. Bây giờ quý ớt thịt bò nha. Bây giờ quý có là cái bịch gia vị nấu bò kho nè mọi người. Giờ quý để vô đây là 2 muỗng canh nha. Ủa 2 muỗng cà phê. Cầm 2 muỗng cà phê mà đi kêu 2 muỗng canh. Đây 2 muỗng dung dung đi. Rồi ở đây quý có gừng nè, quý trộn hết vô củ gừng. Đây là tỏi mọi người, tỏi quý xay sẵn bỏ vô đây nè, 2 muỗng tỏi ăn cho nó thơm á. Giờ ớt và 5 cali mình cho nó vô muỗng nó đi, với 1 muỗng tiêu. Và thêm 2 muỗng đường. Quý trộn lên nha. Và quý còn thêm nữa. Và mình cho thêm sữa nữa mọi người. Sữa bột nè. Một muỗng sữa bột nữa đi. Một rưỡi nè mọi người. Đây. Để cho nó thơm lắm mọi người ơi. Rồi mình ướp nó đi. Ai có thời gian thì ướp qua đêm nha. Còn mình không có thời gian thì mình ướp chừng 1 tiếng một thôi. Nửa tiếng cũng được, nửa tiếng là nó thấm rồi. Bây giờ mình mua được mấy 3 bịch cải tiếng vua nè mọi người. Cải như kêu là cải cung đình của vua ăn á. Đó. Bây giờ mình đem mình ngâm nước. Mình đem mình ngâm nước mà mình trộn với tôm nha. Cải cung đình. Mỗi tỏi vô thêm vô này nãy quý để ít quá còn mỗi tỏi mình thấy sẵn rồi nè, mình bỏ củ cải vô. Mình xào cho nó săn lên nha. Bây giờ mình để hạt nêm vô. Mình để 1 muỗng rưỡi hạt nêm đi.
tại vì cái đầu niêm trong bột kho nó sẽ có cái vị mặn chút rồi mọi người. Rồi của mình giờ nó đã xăng rồi mọi người, dùm cái nước vô. Nó không có nước dừa, giờ cũng chế nước lạnh thôi. Đây, giờ mình ra mình cắt rau răm nha các bạn. Cắt rau răm đặn mình vô mình chọn gỏi gỏi tiếng vua nhằm trồng được mấy cọng rau găm nè. Bây giờ quý chọn rau cung đình nha. Cung đình người tiếng Việt mình đó là cung đình đó, và thường thường ta gọi là tiếng vua. Đây mình có rau tiếng vua, mình trồng gỏi đó. Nhà mình có thịt bò nữa nè, nhà tỏi, nhà ớt nha mọi người. Thì nó cũng có đậu phộng nữa và chanh với miếng đường cát này, hai muỗng rưỡi đường cát, và có củ hành nha mọi người, và rau, rau găm. Đây rau găm nhà mình trồng nè, được bao nhiêu đó. Bây giờ quý trộn nha. Đây chanh đổ vô, và tỏi tỏi để vô đây muỗng. Ớt, muỗng ớt luôn. Cài quá, bỏ bớt ra đi. Nhà củ hành. Chờ miếng hồi mình để lên trên cho nó đẹp. Đây, đặc biệt là mình có chai nước mắm nha. Nước mắm mình làm sẵn rồi, mình cho nó chút vô. Cho nó một ít đậu phộng vô và rau găm. Rồi mình cho thịt bò vô nha mọi người. Gia đình nào mình thường ăn theo cái ý thích của mình nha, mặn ngọt thì mình để thêm. Ngon chưa mọi người, mình chọn theo ý thích gia đình của mình. Tại vì mình chọn cái gì á, thịt bò trước á, là cái miếng thịt bò mình nó ngon lắm mọi người, nó thấm này. Và mình cho miếng hạt nêm vô nha, bỏ hạt nêm đi. Đây chiếc cần powder, anh cho nó vừa ăn đó mọi người, ngon lắm. Tao miệng vừa ăn như sợ luôn. Nhiều quá à. Chắc quý bỏ bớt là gia đình nào mình ăn sao đó mình chọn vậy, mình cảm thấy ý thích cái vừa miệng mình ăn thôi.
nha. Tiếng vua này là quý mua 3 bịch trong đó mọi người, 3 bịch mà nó nhiều vậy đó, 3 bịch nó cũng khô á, cắp nó khô nó không có nhiều trơn á. Rồi mình cho nó miếng mỡ tỏi vô nha mọi người. Đây, tỏi sấy. Cho miếng tỏi sấy vô. 2 muỗng. Trộn vô đi. Ngon lắm mọi người. Thơm sợ luôn á. Vừa ăn rất giờ quý để bột vô nè, mua bột này nè, mình pha muỗng vô muỗng bột, đây hai bạn, trước tiên đó để cà gót vô nha. Cho cà gót nó chín nên bỏ đồ vô người ta biết cà gót mình còn sống được mà, mình đâu có để cho nó chín quá. Bây giờ quý để nó cốc dừa, không phải nó cốc dừa, cái này là bột nha, mình cho bột vô cho nó trâu kẹo lại á. Bây giờ mình đang thử miếng bò kho đi. Quên ăn chanh. Quên ăn chanh nữa mọi người. Ăn chanh mình chấm muối tiêu chanh á. Chén muối tiêu quý nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh kìa. Và thêm chén nước mắm. Nước mắm đang để mình chấm gỏi á mọi người. Để mình ăn thử.
ăn cái sao mọi người. Hồi xưa cũng có cả chục năm nhà quý bán bò kho, bán cũng đắt, miếng cắm ngon hả. Mình kho mình không có để nước nhiều quá, nó sắc xuống còn gần sạch nữa mọi người. Ngon ghê. Mình ở Mỹ á, mà mình kho sẵn như vậy mà mọi người, mình để trong vô đi, để tủ lạnh á, để dành mình ăn đi làm. Ngon không mọi người? Nhưng cả này á, cái vị nó giòn lắm mọi người. Ăn vô á, nó giòn gụm vậy á. Ngon dữ trời. Ở nhà trồng được có mấy cọng rau găm á, gà bẻ trơn. Cái ớt này cái vị nó ngọt ngọt vậy, ngon thiệt á. Mình ăn cho nó tốt sức khỏe mọi người. Đổ con à. À, mà ướp luôn á. Ngon quá. Ê, ơi, không biết con. Anh cha mình ăn rồi mọi người. Mình kêu nó ăn nữa nó không ăn. Bò kho này bữa nay á, quý kho bằng cái lưỡi bò á mọi người. Cái lưỡi bò mình kho á, nó dai dai ngon lắm. Cái ly nước này là nước bưởi mọi người.
nó bự với càm gì không. Ngon ghê. Cái mùa này á, mà mình ăn cộng hành này tốt nha mọi người. Biết sao không? Chống lại con virus á. Mùa này mình lên ăn cơm hành chứ củ hành á. Lên ăn ông chồng mình cắt công ra mọi người, ông cắt con nhà thòng vậy. Ăn mà nhai không kỹ bóc cho ngược ra. Mày biết sao không? Ba rau này á, nào giờ tưởng là nhìn nó ít đó, trong bọc á nó có mấy cọng à, mà mua ba bọc ui ngâm chèn thấy ít quá chèn ui ngâm buổi sáng á. Cái nồi á, cái nồi cũng bự gì nè mọi người, ở đây một nồi luôn, cầm nhận nổi dễ sợ. Nó nở ở đây một nồi luôn, nó trời ơi đâu dữ hả. Nhẫn ngon ghê mọi người. Cái bò mình mua mười mấy lỏng về kho đựng nồi.
lâu lâu mà làm ra cũng lạ miệng mọi người. Ngon. Nhận cái vị nó giòn hay sao? Ăn hết hai miếng bánh mì. Cái này mà làm cho mấy em nhậu á mọi người, bắt lắm á, mấy em nhậu thích lắm. Ăn nó ngon á. Mấy em nhậu mà ăn này là gặp thôi rồi, hết chỗ nói luôn, hết chỗ chê luôn. Hết ba miếng mệt luôn rồi. Bữa đấy ít ăn bánh mì. Bữa nay bánh mì ăn bò kho mà ăn trơn ba miếng luôn. Ăn củ cải đỏ cho sáng mắt. Ai bị có mắt cứ ăn nhiều vô. Còn ăn ớt này tốt tim và có sức khỏe. Nó đủ thứ bệnh nó trị đó mọi người. Ớt này là hay lắm á. Một người mình á, một ngày mình nên ăn một trái ớt này. Đây mà mình ăn chơi cũng được. Nó đâu có gì đâu mọi người. Nó ngọt ngọt, dễ ăn. Ngon.
Nãy nãy vị nó ngon thiệt. Thôi giờ video của Quý đã tới đây để kết thúc rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ like và share and subscribe cho Quý nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.